Chào mừng quý vị đã đến với TAFA, bản tin Hoa Kỳ. Bản tin Hoa Kỳ ngày hôm nay bao gồm những nội dung sau đây. Mỹ ban hành quy chế cấm nhập cư đối với các đảng viên Cộng sản. Đông Nam Á sẽ vượt Trung Quốc trở thành nhà sản xuất laptop hàng đầu thế giới. Kim Jong-un gửi lời hỏi thăm sức khỏe vợ chồng Tổng thống Donald Trump. Và bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, theo NTDVN, Sở Di trú Hoa Kỳ USCIS đã chính thức thực hiện lệnh cấm các đảng viên Cộng sản nộp đơn xin nhập cư hoặc quy chế thẻ xanh tại Mỹ, trong đó có thành viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 2 tháng 10, USCIS thông báo chính thức trên website về hướng dẫn về việc không chấp nhận với các thành viên của một đảng toàn trị, trong đó có đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. USCIS cho biết, từ các thành viên Đảng Cộng sản và các đảng chính trị toàn trị khác, hoặc từ các thành viên trong các tổ chức chịu sự quản lý có liên quan, sẽ là lý do tại sao Hoa Kỳ không thể chấp nhận các trường hợp nhập cư liên quan. Sở Di trú tuyên bố rằng, thân phận của các thành viên Đảng Cộng sản và các đảng chính trị toàn trị khác không phù hợp với cam kết nhập tịch của Mỹ, cũng không thể đảm bảo sự ủng hộ và bảo vệ của Hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ. USCIS chỉ ra rằng, trừ khi được miễn trừ theo cách khác, nếu không, bất kỳ thành viên Đảng Cộng sản nào có ý định nhập cư vào Hoa Kỳ đều không được phép. Nội dung mới của sổ tay chính sách USCIS sẽ giúp cho các quan chức Hoa Kỳ xác định lý do không được chấp nhận theo luật liên bang. Chương 3 của sổ tay chính sách nhập cư do Sở Di trú Hoa Kỳ ban hành cũng đã cập nhật phần không nhập cư với thành viên của một đảng toàn trị. Chính sách mới sẽ ngăn chặn các thành viên Đảng Cộng sản Trung Quốc lấy được thẻ xanh hoặc thân phận nhập cư tại Hoa Kỳ. Trước đó, thông tin về một dự luật liên quan đã xuất hiện cách đây hơn 2 tháng nhưng không có thời gian biểu để công bố. Ngày 17 tháng 9, truyền thông cho biết cha của một công dân Mỹ đã bị từ chối nhập cư vì ông là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo đó, khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ, thị thực du lịch của ông này đã bị hủy tại sân bay và bị trục xuất ngay tại chỗ. Giới phân tích cho rằng Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ Hoa Kỳ đã nhận ra bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhất là sau vụ đàn áp kéo dài ở Hồng Kông. Một số chính sách trừng phạt Trung Quốc được Quốc hội Mỹ thông qua gần đây với sự đồng thuận cao, đặc biệt là luật nhân quyền Hồng Kông và luật nhân quyền Tân Cương. Đài VOA trước đó cho biết, sau khi tin tức về lệnh cấm đảng viên Đảng Cộng sản nhập cư được đưa vào tháng 7, lượt tìm kiếm từ thoái đảng, rút khỏi các tổ chức đảng, đoàn đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên Google gia tăng chóng mặt. Truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tờ Thời báo Hoàn Cầu đã có bài báo đáp trả, nói rằng nếu lệnh cấm này của Hoa Kỳ là đúng, nó sẽ nghiêm trọng hơn việc cắt đứt quan hệ ngoại giao Trung Mỹ. Bài báo nhấn mạnh rằng chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc cần dự tính cho điều xấu nhất. Bản tin tiếp theo, thưa quý vị, theo NTDVN, một tổ chức tư vấn của chính phủ Đài Loan dự đoán rằng Đông Nam Á sẽ sản xuất một nửa số máy tính xách tay cá nhân trên thế giới vào năm 2030, với Việt Nam và Thái Lan được coi là các trung tâm sản xuất chính. Theo Viện Tư vấn và Trí tuệ Thị trường MIC, khu vực này sẽ thay thế Trung Quốc để trở thành trung tâm sản xuất máy tính xách tay. Chi phí lao động gia tăng của Trung Quốc và mong muốn giảm thiểu sự phụ thuộc quá mức vào nguồn cung ứng từ Trung Quốc được cho là nhân tố thúc đẩy sự chuyển dịch sang Đông Nam Á. Thị trường máy tính xách tay toàn cầu hiện đứng ở mức 160 triệu chiếc vào năm ngoái. Trung Quốc chiếm đến 90% sản lượng, với phần lớn sản xuất của họ được giám sát bởi các công ty Đài Loan, trong khi Đông Nam Á chỉ đảm nhận một phần nhỏ sản lượng. Thông qua phỏng vấn các nhà sản xuất, MIC nhận thấy thị phần sản xuất máy tính xách tay của Trung Quốc sẽ giảm từ 90% xuống 40% vào năm 2030. Ví dụ, nhà sản xuất theo hợp đồng lớn của Đài Loan là Victron sẽ sản xuất máy tính xách tay cho các thương hiệu Hoa Kỳ tại Việt Nam. Trong số các công ty cùng ngành khác của Đài Loan, Compound Electronics đang xem xét xây dựng năng lực đầu ra tại Việt Nam, trong khi Quanta Computer, nhà sản xuất theo hợp đồng lớn thứ ba thế giới, cũng dự kiến sẽ sản xuất máy tính xách tay tại Thái Lan.
Doanh số máy tính xách tay dự kiến sẽ tăng 6% trong năm nay lên 170 triệu chiếc. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã thúc đẩy sự gia tăng trong việc kết nối và làm việc từ xa, đồng thời nâng cao nhu cầu sử dụng Chromebook, thiết bị chạy trên hệ điều hành của Google. Tập đoàn Lenovo của Trung Quốc, HP ở Hoa Kỳ và máy tính Asus của Đài Loan đã sản xuất những chiếc Chromebook của riêng họ, được bán với giá vài trăm USD. Hầu hết các mẫu laptop này được sản xuất theo hợp đồng của các công ty Đài Loan. Việt Nam có cơ hội rất lớn. Vào đầu tháng 8 năm 2020, Nikkei cũng đưa tin Samsung sẽ đóng cửa nhà máy tại Tô Châu, Trung Quốc và dự tính chuyển các công việc lắp ráp máy tính về những nhà máy tại Việt Nam. Người đại diện của Samsung cho biết quyết định đóng nhà máy Trung Quốc là để tối ưu chi phí. Hon-Hai Precision Industry, được biết đến với cái tên Foxconn và là nhà sản xuất điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới, có thể bắt đầu sản xuất máy tính xách tay tại Việt Nam. Mới nhất là tập đoàn Peraton của Đài Loan sẽ đầu tư vào Hải Phòng với dự án thứ hai sau dự án đầu tiên được cấp giấy phép từ tháng 3 năm 2020 vừa qua, nâng tổng vốn đầu tư hai dự án lên đến 500 triệu USD. Peraton là tập đoàn chuyên cung ứng linh kiện cho các ông lớn trong ngành điện tử như Apple, Sony, Microsoft và Lenovo, v.v. Ông Đỗ Khoa Tân, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam, nhận định rằng với sự đầu tư sản xuất của các hãng lớn như Samsung, Intel, LG, v.v., Việt Nam đã dần dần hình thành được chuỗi cung ứng phụ trợ đi kèm, tạo cơ hội để thu hút thêm đầu tư mới trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, ông Tân cũng lưu ý rằng để việc tiếp cận được chuỗi cung ứng trong ngành điện tử, doanh nghiệp cần được chuyển giao công nghệ và đầu tư lớn, trong khi Việt Nam vẫn còn rất ít số đơn vị có khả năng đó. Bản tin tiếp theo, thưa quý vị, theo NTDVN, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi một lá thư hỏi thăm Tổng thống Donald Trump sau khi ông xác nhận ông và vợ dương tính với virus corona Vũ Hán. Ngày 3 tháng 10, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết, lãnh đạo Kim thành tâm hy vọng vợ chồng Tổng thống Donald Trump sẽ sớm hồi phục, Reuters đưa tin. Cụ thể, ông Kim Jong-un chân thành hy vọng rằng vợ chồng Tổng thống Donald Trump sẽ được hồi phục càng sớm càng tốt. Ông ấy hy vọng họ chắc chắn sẽ vượt qua được. Ông ấy gửi lời chúc nồng nhiệt tới họ, theo Fox News. Nhiều nguồn tin cho biết, ngoài các trao đổi công khai, hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Triều Tiên cũng có mối quan hệ cá nhân khá thân thiết. Hồi tháng 3, Tổng thống Donald Trump đã gửi cho ông Kim Jong-un một lá thư riêng đề nghị giúp đỡ Triều Tiên đối phó với đại dịch virus corona Vũ Hán. Chiều ngày 2 tháng 10, Nhà Trắng thông báo rằng Tổng thống Donald Trump sẽ được chuyển đến Trung tâm Y tế Walter Reed ở Washington, D.C. trong tình trạng hết sức thận trọng trước giờ lên máy bay để di chuyển đến Trung tâm Y tế quân đội Walter Reed. Tổng thống Donald Trump đã gửi lời cảm ơn chân thành đến những người ủng hộ và hỗ trợ ông thông qua một video trên Twitter. Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho biết, Tổng thống Donald Trump sẽ làm việc trong một căn phòng đặc biệt tại bệnh viện mới trong vài ngày tới, Reuters đưa tin. Đây là một trong các biện pháp giúp ông điều trị căn bệnh viêm phổi Vũ Hán, đồng thời ngăn ngừa virus corona Vũ Hán tiếp tục lan rộng hơn. Cũng trong thông báo này, bà McEnany cho rằng Tổng thống Donald Trump có các triệu chứng nhẹ, vẫn giữ tinh thần tốt và ông đã làm việc suốt cả ngày hôm ngày 2 tháng 10, theo Fox News. Trong một thông báo chính thức ra ngày 2 tháng 10, Ban vận động tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump công bố sẽ tạm hoãn lịch trình các sự kiện trước đó của ông hoặc chuyển sang dạng trực tuyến. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo nhé.